Ok thì hôm nay tôi tình cờ cũng lượm được cái bản zoom mà Lite S21, thì bây giờ tôi sẽ thử đây. Bản zoom này được build bởi bạn là Huy Minh Bùi, Lite US 20 21.0 cho LG V50. Hôm nay sẽ thử luôn và cũng test luôn xem có bung gì không. Bung thì ôi đây mình đã tải đây rồi, bây giờ mình sẽ úp nhé. Thì ở đây đâu nhỉ, ở đây mình đang dùng máy tính mình dùng Linux thì nó lại hơi khác một tí. Các bạn dùng Windows thì bạn dùng QFIL, xong rồi bạn vào lấy cái file boot ở này, bạn lạp vào vào phần partition manager bạn lạp. Còn đây là mình dùng Linux thì nó lại hơi khác tí. Ok thì bây giờ mình sẽ vào đây. Ok, đây là LG V50 và đầu tiên để úp thì bạn phải unlock loader. Unlock loader thì đã có rất nhiều video và mình cũng đã có video riêng để úp cho Linux, unlock cho Linux. Ok, nháy màng này, cái này là do mình đi trên đất đấy, bạn nào thông cảm, nó hơi bị ngứa tay một tí. Nó sẽ vào LL nhé. Đây là LG V50 này, V50. Đây V50 nhá, không phải V4, không phải V40, không hay không phải là G8 đâu. Không phải là G8X thì càng không phải. Chứ chẳng có con G8X nào là lại có cái tai thỏ này. Khả năng là bay vào rồi đấy. Ok. Cách cài tune LL thì đã có trong video unlock loader. Ở đây mình chỉ làm ví dụ thôi. Ok. À, mình đang một tay giữ cái điện thoại, một tay giữ cái đấy. Ok, LL mode đây rồi. Bây giờ mình sẽ ghi boot vào. Boot A này. Boot B. Bây giờ mình sẽ kéo hai boot này qua. Đấy. Cái này mình đã cài tool này từ lúc nãy rồi. Bây giờ mình không cần nữa nhá. Rồi đấy. Thì sau khi vào LL nó sẽ nhận như này. Ôi thôi chết rồi. Chết, ngu rồi. W rồi thôi. Bây giờ cho nó quay vào, xin lỗi tôi bấm nhầm. Ôi thôi chết rồi. Sao nó cứ mất led thế nhỉ? Đây ok. Thì lúc nãy là tôi bấm vào LL Y Boot à. Boot A thôi. Thế thôi. Sao cứ khó lên nét đấy nhỉ. Đây ok, bây mình sẽ lệnh tương tự nhưng mà là boot B. Mình sẽ gọi lệnh tương tự nhưng mà là boot B. Còn sử dụng Windows thì có tiếng sư nhỉ. Ok đây. Cứ mất led ấy, khó chịu quá các bạn ạ. Ok, wipe vào xong rồi đấy. EDL reset này. Nó cứ lấy led đi đâu ấy nhỉ. EDL reset. Enter. Vậy nó sẽ reset lại cái điện thoại này rồi. Rồi sẽ giữ cái đây này. Đấy, lúc này bấm Z. Nhảy màn hình này là do mình đang đi chân đất. Ok. Giảm xuống Z. Ok, bây giờ đến đoạn cài ROM này. Cái này Windows thì các bạn cũng phải có driver nhé. Apply update, apply from ADB. Đấy, nó sẽ nhận được cái sai lót ở kia. Ok, bây giờ mình sẽ sai lót cái bản zoom kia vào. Ok. Hay cái sai lót thì nó cũng không có gì là khó cả. Hệ điều hành nào thì nó cũng như nhau thôi à. Đấy. Cái máy đang verify này. Nó sẽ lấy nét về đằng sau nhỉ, khó chịu đấy. Đấy, đang verify. Đấy, nó phải đợi nó survey được và đủ 100% thì nó mới được. Nó có 20 thôi. Đợi được khoảng 47 thì nó sẽ update vào máy nhé.
Đây, tôi cho bạn xem ở đây. Không biết bản zone có sẵn Google chưa, bây giờ tôi cứ thử cái xong rồi reboot xem có không. Nếu không có thì nó sẽ bảo lại recovery xong cài. Đấy. Bao nhiêu phần trăm rồi? 43 rồi. Đấy, nó đang cài set step 1, step 2 này. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, đấy. Rồi mình sẽ tua qua nhá. Đoạn này không 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 nên xem. Đoạn này nó khá là lâu. Cái quá trình này diễn ra khá là lâu. Khá tốn thời gian, nó phải đợi nhá. Đấy. Step 1 trên 2 này. Chắc là có gờ áp thì nó mới lâu như thế này ấy. Tôi cũng không rõ lắm. Ăn nó sờ ở đây. Bên 50. Trong recovery lúc nào nó cũng sáng đen như này là chuyện bình thường. Có nền 5G này. Để úp trên Linux nhé, không phải úp trên Windows. Úp trên Windows thì bạn dùng Wi-Fi cũng được. Có thể bấm Jet này. À thôi. Sư nó cứ mất led nhỉ. No. À thôi Jet đi. Đây. Bấm nhầm vào Jet rồi thì Jet luôn. Đây. Ok, bây giờ thì nó phải reset format data nhé, nếu không nó sẽ không boot được. Đấy. Nó cứ lấy nét vào con kia nhỉ, máy tính nhỉ. Khó chịu thật đấy. Đây, quay lại. Reboot system. Không biết là nó có gờ ám hay chưa. Đây, bây giờ sẽ đang boot đây này. AR14 nha các bạn nhé, là S21 là AR14. Bản ROM này được Huy Minh Bùi Bill. Đây tôi đang tải thử. Sao lại S gì lại như này này. À hiểu rồi các bạn ạ. Lấy chẳng lẽ thay đổi logo à? Hay cái này là Rising? À đúng rồi, đây là S mới. S21 nó như này á, à? Tôi không biết luôn đấy. Mà thôi kệ đi. À, Start này. English này, Next này. Next này. Máy này chỉ có một sim thôi. Next này, Skip này. Date and time mình sẽ để là cộng 7. Bangkok này. Skip. Này nhìn là biết không có gờ áp rồi, chắc chắn rồi, chúng ta phải cài ở ngoài các bạn nhé. Đấy. Ok, máy đã download được và nó có phải do mà đương nhiên là chả có cái gờ áp nào ở đây cả. Ăn là 14 có cái này nhìn khá là thích mắt, đã mắt. Cái này là V50 nhưng mà đang chạy ABL ở G8 với nó với kia G850 thôi. Đây. Flash LMDD AR14. Ok. Thì bây giờ đang có GApp thì mình sẽ cài GApp nha. Rồi mình sẽ vào trong Recovery để cài GApp. Thì ở đây mình không có thì phải vào đây System Button Power Menu. Đây, Advanced Restart này. Restart Recovery. Sao nó cứ lấy nét về kia nhỉ? Tôi không biết tại sao cái điện thoại này nó bị ngáo đá hay sao ấy. Còn XZ2 các bạn nhá. Máy tôi cài hộ, máy của tôi. Đây, V50, thính quy. Android 14. Ok. Bây giờ lại phải update from ADB. Cái bản nick app này tôi sẽ để dưới mô tả này, cái file nick app này. Thì cũng sai lót tương tự như thế thôi. Sao nó cứ lấy nét đi đâu nhỉ? Ok đây. Nó sẽ mở terminal lên. Cũng lại ADB sai lót tiếp. Đây tôi đang gõ bằng một tay, một tay đang ngồi chống cái quạt. Đây, nó thấy này. Đây sai lót này. Enter. Đấy. Sai lót cái này thì kiểu gì nó cũng lại báo lỗi sinh nờ thôi. Nếu nó official thì nó hay báo như thế, còn nó unofficial thì không rõ. Unsure Android 14. Rồi đấy, nó tự động nó cài luôn đây này. Sao nó cứ lấy nét đi đâu ấy nhỉ? Tôi ghét cái kiểu lấy nét này nhá. Ok, đang cài ấy. Nick sẽ để dưới mô tả. Và link zoom nữa nha các bạn, link zoom tôi cũng sẽ để dưới mô tả. Đây,
Reboot System. Là F21 đổi khá là nhiều các bạn nhỉ. Tôi nhớ một thời nó dùng cái logo từ tận thời R7 tận R14, 13 luôn này. Là F20 ấy. Này. Đây, chắc là gần đây họ đã mới thay đổi cái logo rồi thôi. Mở lên này. Tháo ra thì nó lại bỏ cái tay ra mặt lưng thì nó lại đấy, để ra nó lại như này. Đây là nó cũng cách điện đấy. Đây. Đây có Play Store rồi. Đấy. Google Play đương nhiên sẽ được. Bây giờ sẽ lắp SIM vào và có điện thử. Đây là camera nhé, để thử camera như nào. Camera này. Đủ 3 cam rồi nhỉ. Đấy. Cam bé này. Đấy. Cam bé này. Cam giữa này đấy. Cam 1. À, cam 1. Cam 1. Đấy. Cam 1 là cái này. Đấy. Che nó che luôn này. Cam 3. Che nó cũng che luôn. Đây là chuẩn nhá. Chứ không phải là cam bịp. Ok. Ở phần video. Video thì vẫn quay 60 chưa? Quay 60 các bạn ạ. Đấy. Quay 60 fps rồi. Bây giờ đã quay 60 fps, G7 lại không được. G7 nó lại là niềm ước ao. Đây cam trước đây. Cam trước thì tôi không điện thể ở show ra. Cam trước nhưng mà cam trước vẫn ok. Ok, thế thì tôi sẽ lấy cái sim ra, tôi lắp vào tôi test thử để xem nó có gọi điện được không. Xong rồi tôi sẽ dừng cái video này ngay nhé. Ok, thì tôi đã lắp sim vào đây và vẫn chưa thấy lên sóng. À, cái sim này tôi chưa kích hoạt các bạn ạ. Sim chưa kích hoạt, tôi không rõ lắm. Giờ sẽ vẫn lên email bình thường. Giờ thì sóng chưa thấy đâu. À lên rồi. Lên chậm một tí. Đây, 5G luôn này. Đấy. Có VoLTE không? Không mở được thông tin Phoneyfor. Ở đây cũng không có. Ôi, trời đang mưa các bạn thông cảm. Đây. Đang ở đây đang sấm rất là to. Hỏi thử cũng không được, không được. Tôi sẽ gọi 900 nhé. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước Viettel Đấy, theo quy ok. định của Bộ. Tôi sẽ thử ghi âm luôn. Nà. Ok. Đấy, bây giờ sẽ mở này. Music chứ. Ok, đấy, tức là nó vẫn có ghi âm được. Các tác vụ hàng ngày thì sao? Tôi cũng chả rõ lắm, nhưng mà hiện tại thì cài khá là mượt. Google Play các thứ hoạt động rất là ổn. Sim sóng thì cũng đã test ở đây cho bạn xem rồi đấy nhé. Sóng thì vẫn còn lên này, đấy, nhưng mà sẽ không có VoLTE đâu. VoNR thì cũng thế. Ok, thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem video. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách úp ROM thành công bản ROM Lightning OS 20, à không 21 chứ. Trên Android 14 rất là đẹp. Đấy. Rồi, tôi thích ngồi Android 14 thì tôi thích ngồi nghịch cái này này. Đấy. Thì nhân thẳng có nhân tiện hôm nay thằng em tôi đó tự nhiên nó lại gửi tôi con V50 này, nên tôi mới làm clip cho bạn xem thôi. Chứ mọi khi tôi cũng không có máy gì để làm. Có con G7 này thì lại lười làm các bạn, có con G7 này thì lại lười làm. Hiện tại vẫn đang chạy RAW CR rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có thời gian để làm clip. Nhưng mà không hiểu sao cái đèn 5G vẫn sáng này. À, nó là hiện cái biểu tượng sạc các bạn ạ. Tức là bây giờ pin của bạn, pin đầy nó lại xanh, hoặc là pin pin còn một nửa thì nó lại tầm 50% nó lại vàng vàng này, hoặc pin yếu nó đỏ đỏ, mình đoán là như thế. Nhưng mà đây mọi thứ khá là ok. Nó sẽ còn một cái nữa, đây, đèn thì đèn này nháy mầm luôn. Đấy. Tôi sẽ test vân tay cho các bạn xem. Tôi sẽ set mật khẩu rồi test vân tay. Bluetooth, Wi-Fi thì lại ok. Đấy, Wi-Fi thì lại do rồi ok. Bây giờ sẽ thử tôi sẽ thử chức năng đâu nhỉ? Security này, tôi sẽ có fingerprint này.
Bây giờ sẽ xét thử cái màn hình khóa nhá. Đấy. Đôn, bây giờ sẽ xét vân tay. Đấy. Xét fingerprint, ok đây. Đấy. Đấy, ok được rồi. Ok, add đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt màn hình đi. Đấy, mở rồi. Thở tay bên này mà. Đấy, cũng mở luôn, chạm phát mở luôn. Thì game khủng thì tôi cũng chả rõ lắm. Tôi cũng chưa có thời gian để mà trải nghiệm cái bản Zoom này. Thì nói chung là hiện tại khá là ổn. Cũng có Google Play Service các thứ. Đây là tôi cài nhé. Ok. Cảm ơn đã xem video thì nói chung là tôi cũng không hay làm LG. LG nó độc tôn Windows với cái khoản UKDZ nên tôi không thích nó lắm. Mà thôi hôm nay thằng em tôi mang ra bảo tôi thay main thì cũng làm cái clip cho bạn xem luôn. Đấy, ROM này ROM của Huy Minh Bùi. Tôi chỉ hướng dẫn úp và tải về hướng dẫn các bạn úp thôi. Ok, hiện tại là rất là ổn đây. Tôi sẽ lôi một đống ứng dụng ra để test màu mè cho bạn xem nhé. Đấy. Đấy, đây. Mọi người hay làm này này. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Đấy, mọi người hay làm cái kiểu đấy là nó mượt. Mà công nhận nó mượt thật. Ôi, cái nháy nháy màn hình nhỉ, cái này là không phải do máy đâu. Đấy. Nó làm này nó tách để nó dẫn điện đấy các bạn ạ. Tức là những cái con máy khác nó vỏ kim loại này này. Nếu mà nó sờ nó không nháy này nó lại giật nó lại cứ tê tê tê. Đây mình sờ này lại tê này. Sờ này lại tê này. Đấy, sờ đấy nó lại tê các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là đây là iOS Android 14. Ok. Cách úp thì tôi đã hướng dẫn từ ngay đầu video. Quick Fill, bạn dùng Windows thì bạn dùng Quick Fill, còn là lấy nút thì dùng ENR Tool. Ok. Nói chung là không có gì nói cả. Cảm ơn đã xem video. Tổng thể hiệu suất thì mình sẽ báo cáo sau. Mà hiện tại các chức năng thì test vẫn còn rất là khá là ổn. Ok. Hôm nay mình đã cảm ơn các bạn đã xem video nhé.